Ui, nhìn quá đá chưa? Đấy. Đó, cái cùng thì nó vặt hết này này. Giờ nó dài quá. Phải vặt hết được mà, vặt hết lá đó hả? Hết rồi mà. Đấy. Vặt trong chân này thôi cho nó thoáng thôi. Ngoài thì để im nhá. Đấy, thấy chưa? Nhìn quả đá chưa? Đấy. Làm ca đây phải rất là tuyệt vời luôn này. Đi pha đấy nha. Để quay review xíu đã. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin anh sẽ review cho các bạn mình. Bây giờ là năm thứ tư rồi đấy các bạn đấy. Cà phê thả ngọn nhé. Đấy. Giờ cũng đã đầu mùa mưa các bạn nhé. Bây giờ là tầm tháng 7 rồi. Gần đầu tháng 7. Cuối tháng 6 này. Mời các bác mình thăm sơ qua cái vườn cà phê thả ngọn nhé. Mô hình của bạn Nguyễn Văn Đông. Đó. Địa chỉ là Ba Đà Mái nhé. Chi Xê nhé, Gia Lai. Nhìn rất là mê luôn các bạn nhé. Mời các bác mình theo chân siêu anh để vô thăm lại vườn bạn Đông nhé. Một mô hình rất là đại, ý tưởng rất là bài bản luôn. Đấy, nhìn này, đây. Wow. Đây mọi người nhé, coi nhé. Nhìn phía trong này. Đấy. Cao tút rồi đấy. Đổ hết nghiêng hết một bên nhé mọi các bạn nhé. Đây. Nhìn quả nó rất là bóng luôn các bạn nhé. Đây, thấy chưa? Bây giờ quả nó cũng lớn rồi các bạn này. Đây, thấy chưa? Đấy, rất là trái lên chưa? Mời các bác mình theo chân siêu anh tham quan một vòng cà phê thả ngọn mọi người nhé. Đấy, lần này là lần thứ ba siêu anh ghé lại thăm một cái mô hình rất đa sáng tạo luôn này mọi người nhé. Đấy, đa thân thả ngọn, nhìn đá chưa? Đấy, quá là tuyệt vời luôn này. Còn cái đám này thì đám trồng sen với cà phê nhé, chanh dây trồng sen với cà phê. Cái này là cà phê, cái này là giống thiên trường như mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp chưa? Cái này vừa tròn tháng 7 này, vừa tròn đúng một năm tuổi mọi người nhé. Các bác mình thăm sơ qua vườn mượn cà phê nhé. Nhìn cỏ tốt chưa? Đấy.
đây mới gọi là siêu cỏ luôn mọi người nhá. Đấy, qua này. Ôi xôi, đấy, không thấy cà phê luôn này, thấy chưa? Không thấy chanh dưa, không thấy sầu riêng luôn này, đấy. Đấy, cỏ đây, quá tốt luôn này, đấy. Đã chưa? Đây mới gọi là siêu cỏ luôn này, thấy chưa? À, còn bên này thì vừa mới phát xong này, à. Nhìn cỏ, siêu cỏ luôn này, đây. Quá đẹp luôn này mọi người nhé. Cây đây này sang đây là 1,5 m này. Còn từ cây đây sang bên này thì 3 m này. Tức là 1,5 m, 1,5 m, 3 m. Chân dây này thì hơn 1 năm rồi, nó tàn hết rồi. Đó. Quá đẹp luôn nha mọi người nha, một ý tưởng quá tuyệt vời luôn.